cái kênh này, họ có rất nhiều cái video về giáo dục rất hay. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu. Ông sống một cuộc đời rất là cơ cực. Rồi thì anh ta đã bị ở những cái chính những cuốn tiểu thuyết đó ám ảnh. Nhưng oh my god again. I died to last spike again. Đừng ghi đâu, đọc để biết thêm một cô. Còn ghi ngắn gọn nhé về tác giả Cervantes. Thì đây là nhà văn Tây Ban Nha. Oh come on. Nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng phần 1. Trong cuốn tiểu thuyết này, ta thấy rằng là gồm 2 phần đúng không? Nên nuôi dưỡng một cái ước mơ là trở thành hiệp sĩ, đi cứu giúp người nghèo. Cứu giúp người nghèo. Từ đâu? Ba. Hết. Sau khi thất bại. Cái phản ứng của hai người sau khi thất bại. Yes. Oh my god. Kind of fun again. Thời gian còn lại của tiết học thì không đủ để chúng ta đi vào cái phần tìm hiểu tiếp. Cô mời một bạn đọc cho cô nhanh cái phần tóm tắt đoạn trích nhé. Cô mời bạn